Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng cầu Giao và nghe báo cáo về dự kiến đầu tư xây dựng các công trình cầu giai đoạn 2021-2025. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các sở ngành, đơn vị liên quan. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải và đơn vị tư vấn, 5 công trình cầu dự kiến hoàn thành trong năm nay gồm cầu Giao, cầu Dinh, cầu Quang Thanh và cầu Tràng Kênh nằm trong dự án đầu tư cải tạo đường thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, cầu qua sông Đa Độ nằm trong dự án đường 403 giai đoạn 2 huyện Kiến Thụy. Các công trình cầu dự kiến khởi công trong năm nay gồm cầu Nghìn Hai, cầu Lô Đông kết nối Hải Phòng với Thái Bình và cầu Lại Xuân kết nối Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh. Cũng theo kế hoạch, dự kiến sẽ có 6 cầu kết nối các huyện gồm cầu Mái Chai nối quận Ngô Quyền với Vũ Yên, cầu Đôn Nghĩa nối Dương Kinh với Lê Chân, cầu Tân Liên Vĩnh Bảo nối Cấp Tiến Tiên Lãng, mở rộng cầu Nguyệt Áng nối Kiến An An Lão, mở rộng cầu Vàng Hai nối An Lão với quốc lộ 10, cầu Máy Đá nối đường Lán Bè Lê Chân kết nối với đường 208 An Dương. Các đơn vị cũng đề xuất danh mục đầu tư 41 cầu trong các quận huyện, một cầu trên vành đai 2 và vành đai 3, hoàn thiện đường vành đai 2 và vành đai 3 theo quy hoạch. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, hai công trình nằm trong mục tiêu về đích vào tháng 5 tới là cầu Dinh và cầu Quang Thanh. Đối với cầu Dinh nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, đến nay đã hợp lòng, toàn bộ phía bờ huyện Thủy Nguyên đã được gác dầm, đang thi công bản mặt cầu và một trụ phía bờ thị xã Kinh Môn do mặt bằng bàn giao chậm. Khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 77%. Ban Quản lý Dự án đề nghị thành phố cho thi công trở lại phía bờ tỉnh Hải Dương, trước đó đã phải dừng thi công từ ngày 28 tháng 1 theo chỉ đạo của thành phố để phòng chống dịch, thì mới bảo đảm tiến độ. Tương tự, ở công trình cầu Quang Thanh nối huyện An Lão của Hải Phòng với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũng đang được thi công khẩn trương. Hiện liên danh nhà thầu đang thi công đúc hẫng, đường dẫn và tường chắn phía bờ huyện An Lão. Ban Quản lý Dự án cũng đề xuất thành phố cho phép thi công trở lại công trình này thì mới đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Giao, bắt đầu thi công từ ngày 3 tháng 12 năm ngoái, theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Liên danh nhà thầu, tư vấn giám sát đang tổ chức 9 mũi thi công tại các vị trí được bàn giao mặt bằng, gồm thi công kết cấu phần dưới cầu chính, các nhánh, trụ chính, tháo dỡ cầu cũ, bảo đảm giao thông đường bộ, đường thủy. Đến nay đã khoan được 4 trong tổng số 46 cọc D1500, 54 trong tổng số 108 cọc D1200, 24 trên 64 cọc D1000. Trong tổng số 28 trụ mố đã xong 4 trụ, đang thi công 6 trụ, giá trị thực hiện ước đạt 105 tỷ đồng. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành, địa phương, đơn vị cũng làm rõ các nội dung liên quan đến vấn đề cân đối nguồn vốn, phân kỳ đầu tư, thống nhất phương án thực hiện các nút giao khác mức, các cầu trong đô thị, các cầu khu vực các huyện, việc hoàn thiện đường vành đai 2 và vành đai 3. Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao các sở ngành địa phương, ban quản lý dự án và các đơn vị đã rất chủ động trong tổ chức thực hiện chủ trương của thành phố. Trước yêu cầu về hạ tầng giao thông giai đoạn tới phải phát triển mạnh mẽ hơn giai đoạn 2015-2020 nhằm cụ thể hóa nội dung nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Có thể khẳng định là nghị quyết 45 của Bộ Chính trị để nghị quyết Đại hội 16 đã xác định rất là rõ cái tầm quan trọng hay là cái giải pháp để chúng ta xây dựng thành phố là tập trung cao cho đột phá vào kết cấu hạ tầng giao thông. Thế và trong cái giai đoạn vừa qua đấy, hay là nhiệm kỳ 2015-2020 đấy, thì phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của chúng ta đạt được kết quả rất là tốt. Sơ bộ 46 cây cầu được hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều tuyến đường và đã tạo ra cái động lực phát triển kinh tế xã hội, rồi cái thay đổi về không gian đô thị của thành phố rất là tốt. Và chính vì vậy mà chúng ta đã thu hút được nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp về. Và cũng trên cái thực tiễn như vậy và trên cái nghị quyết mà chúng ta đã đặt ra như vậy, thì cái nhiệm kỳ 2020-2025 này, thành phố chúng ta sẽ tiếp tục tập trung rất cao cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Qua cái tình hình chung đấy,
các đồng chí báo cáo đấy, thì chúng ta thống nhất mấy cái việc lớn như thế này. Thứ nhất là tập trung thật cao nguồn lực lãnh đạo chỉ đạo, vừa là tập trung về nguồn lực, vừa là tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo để trong năm nay chúng ta khánh thành cầu Dinh này, cầu Quang Thanh này, cầu Giáo Một này. Hôm nay chúng ta ra kiểm tra, chúng ta trực tiếp, tôi đồng chí chủ tịch, các đồng chí lãnh đạo các ngành đã trực tiếp kiểm tra rồi, thì có thể nói là cầu Giáo Một công chí triển khai rất là tốt, phấn đấu tới 31/12 là khánh thành. Cầu Dinh thì khoảng tháng 6, có phải không? Công chí xác định là trong dịp 13/5 này khánh thành. Cầu Quang Thanh cũng xác định là sẽ khánh thành trong năm nay, trong tháng 6 này. Như vậy là năm nay chúng ta sẽ khánh thành được một số các cái công trình cũng rất là quan trọng. Thế và theo cái kiến nghị đấy, thì đồng ý là chúng ta sẽ tổ chức thi công cả hai đầu cầu để có cái giải pháp để đảm bảo cái an toàn phòng chống dịch bệnh. Bên phía Hải Dương thì các ông chỉ cứ thi công bình thường, không được sang Hải Phòng, đúng không? Chúng có hai tốp riêng ra. Thế qua cái tổng thể như vậy đấy, thì bây giờ có mấy vấn đề như thế. Một là phấn đấu các công trình đã khởi công, đang thi công thì chúng ta phải hoàn thành trong năm nay, không để rớt lại sang năm. Cái thứ hai là tập trung vào để triển khai thủ tục đầu tư khởi công các công trình mới trong năm nay, là có cầu Lại Xuân này, quốc lộ 10 này, mở rộng từ cầu Kiền về tới chỗ cầu Đá Bạc, cầu Bến Rừng công chí cố gắng khởi công trong năm nay, cầu Nguyễn Trãi, cầu Nghìn Hai và một số nút giao thông. Thì như công chí cũng đã thống nhất, năm nay là năm chúng ta xác định cái chủ đề là chỉnh trang phát triển không gian đô thị, mở rộng không gian đô thị, cho nên là cái đầu tư cho các cái nút giao để chống ùn tắc giao thông, chỉnh trang đô thị thành phố là tốt, công chí tập trung cao. Bây giờ một cái việc tiếp nữa là liên quan tới cái đề án để chúng ta xác định được tất cả những cái hạ tầng giao thông lớn của thành phố trong cái thời gian tới. Thì qua đây mới thấy được là cái vai trò hay là cái quy hoạch, hay là ta nói cụ thể là triển khai cái vành đai 2 của thành phố là rất quan trọng. Mặc dù là nguồn lực đầu tư rất là lớn, cho nên là toàn bộ chúng ta tập trung cao cho việc triển khai cái đường vành đai 2. Số 1 là cái đoạn mà từ chỗ Đình Vũ mà về tới quận Dương Kinh, rồi từ Dương Kinh về tới Kiến An, rồi kết nối về với Hồng Bàng. Đoạn thứ nhất này khoảng hơn 8.000 tỷ. Cái đoạn thứ hai là từ Đình Vũ về tới Vũ Yên, rồi về tới Lập Lễ, đúng không? Rồi kết thúc sang chỗ đường 359. Cái này cũng khoảng cỡ gần 10.000 tỷ. Như vậy hai đoạn này là vào khoảng cỡ gần 20.000 tỷ. Quy mô đường là 68 mét. Thì tôi đề nghị là cái này ta tập trung thật cao từ giờ tới tháng 6 này, cái kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố đầu tiên thì chúng ta dự kiến là nó vào khoảng cỡ tháng 7 chúng ta sẽ thông qua hai cái dự án này, và cố gắng sau khi thông qua hai cái dự án này khoảng gần 20.000 tỷ thì cuối năm nay chúng ta khởi công được tuyến đường vành đai 2. Mà khi chúng ta hoàn thành được cái vành đai 2 thì không gian đô thị của thành phố mở rộng, quỹ đất tạo ra rất là lớn. Cái điểm thứ ba là các ông chí cố gắng là cuối năm 2021 này chúng ta sẽ thông qua chủ trương đầu tư cái tuyến vành đai 3 từ chỗ Lập Lễ mà về đến Lưu Kiếm. Đấy. Cái đoạn này rất là quan trọng để tháo cái tuyến đường mà chạy thẳng ra quốc lộ 10, cũng giảm bớt cho cái đoạn vành đai 2 đi. Thì như vậy là toàn bộ cái nguồn lực của chúng ta dành ra khoảng 50% tổng nguồn lực đầu tư của thành phố cho cái tuyến đường vành đai 2, vành đai 3 mà sẽ hoàn thành trong cái nhiệm kỳ từ nay tới năm 2025. Mà khi hoàn thành được cái vành đai 2, vành đai 3 này, một phần của vành đai 3, vành đai 2 thì cơ bản hoàn thành, thì cái không gian của thành phố chúng ta rất là, có thể nói là mở rộng được cái không gian đô thị của thành phố. Và đúng theo cái
yêu cầu hay là cái định hướng hay là cái mục tiêu của nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở chúng ta ưu tiên tập trung cao cho cái vành đai 2, vành đai 3 đấy, thì triển khai đồng loạt các cái cầu kết nối giữa Hải Phòng với các địa phương. Thì sơ bộ các ông chí tính nó khoảng cỡ 8 cây cầu có phải không? Kết nối Hải Phòng với Hải Dương, với Quảng Ninh, với Thái Bình sẽ tiếp tục. Đấy, cái nhiệm vụ tư vấn thì các ông chí sẽ lập để làm sao mà tập trung vào cái kết nối với các địa phương lân cận, phát huy cái trung tâm vùng, kết nối liên vùng. Một cái tiếp nữa đấy là các cái cây cầu mà kết nối giữa huyện với huyện, khoảng 25 cây cầu đấy, thì tôi cho rằng cái này cũng rất là cần. Chúng ta cũng lập một cái kế hoạch rồi tư vấn các ông chí vào cuộc, rồi cũng trên cái cơ sở lập tổng thể rồi phân tích xem thứ tự chúng ta làm được cây cầu nào trước, cây cầu nào sau. Nhưng cố gắng cũng trong nhiệm kỳ này, còn phần 3 cái nguồn lực đó thì chúng ta tập trung vào cái này. Thế còn lại các cây cầu mà kết nối giữa các xã với nhau ấy, 67 cây cầu kết nối giữa các xã với nhau ở các cái cầu nhỏ đấy, rồi giữa các thôn thì chúng ta phân cấp cho các huyện để quyết định chủ trương, phân làm 3 nhóm như vậy. Thì bây giờ xác định cái tổng thể đấy, thì cái đầu tư cho đường vành đai 2 là quyết định và tập trung rất là cao, đúng không? Thứ hai là tất cả các công trình mà chúng ta đã khởi công trong năm vừa rồi thì 2021 này sẽ hoàn thành và tiếp tục khởi công các cái công trình mà các ông chí đã nêu. Như còn chỗ cầu rào tôi nói thêm chỗ này này, bây giờ các ông chí ưu tiên cho vấn đề tiến độ và chất lượng. Vì hệ thống giao thông của chúng ta hôm nay xuống đấy là bàn cờ, có không? Cho nên ta có thể chặn cái đường này lại để ưu tiên thi công thì vẫn có lối đi. Thì đề nghị với tinh thần như thế không làm ảnh hưởng tiến độ. Cái thứ hai là cái bến xe là cho tháo dỡ hết. Cái bến xe cầu rào, các ông chí cho tháo dỡ hết đi, để tạo ra cái mặt bằng rộng rãi để chúng ta thi công song song cả vườn hoa. Cái khẩn trương cho làm cái phía bên Dương Kinh. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ngành, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát tiếp tục quyết liệt vào cuộc, khẩn trương triển khai các phần việc thuộc trách nhiệm vì mục tiêu phát triển chung.